Ngày 26 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Triệu Phong đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam với 6 nam sinh trung học phổ thông để điều tra việc hiếp dâm tập thể đối với nữ sinh lớp 10. Theo đó, 6 nam sinh bị tạm giam đang học cả 3 khối trung học phổ thông ở 2 trường trên địa bàn huyện Triệu Phong trực tiếp tham gia vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh Ngô Thị Yến, 16 tuổi, trú xã Triệu Hòa. Một ngày trước, Công an huyện Triệu Phong nhận tin báo từ gia đình nữ sinh lớp 10 về việc em này bị nhiều nam sinh học cùng trường lạm dụng tình dục. Thông tin ban đầu, cơ quan điều tra cho hay nữ sinh được người nhà phát hiện nằm mê man tại sân nhà vào đêm 24 tháng 3 sau bữa tiệc sinh nhật ở xã Bên. Người nhà không rõ nữ sinh được ai chở về. Yến sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong, cơ sở 2, với thân thể bị nhiều vết xây xát ở cổ và mặt, da vàng, mạch huyết áp tụt, hôn mê, đe dọa chức năng sống. Sau khi nhận thông tin, Công an huyện Triệu Phong đã triệu tập 12 nam sinh tham gia bữa tiệc sinh nhật để lấy lời khai phục vụ điều tra. Bước đầu, nhóm nam sinh khai nhận có chủ ý hãm hại nữ sinh từ đầu bữa tiệc sinh nhật. Nhóm nam sinh đã chuốc rượu cho nữ sinh uống say, mất khả năng chống cự, rồi thực hiện hành vi nói trên. 6 nam sinh trực tiếp có hành vi xâm hại nữ sinh, trong khi 3 nam sinh khác bị nghi vấn liên quan. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.